À, xin chào anh chị và bạn trở lại với chuyên hồng xe hơi. Hôm nay mình quay cái Wrangler Y-Track. Đây là phiên bản màu bạc nhé. Đây là bản bán tải cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Kể cả một số đầu xe như là Mitsubishi Triton hay là Toyota Hilux đó, thì cái phiên bản cao cấp nhất Y-Track là phiên bản đang có cái mức giá niêm yết cao nhất, và cấu hình có thể theo em nhận định là đang vượt trội hơn so với một số đối thủ. Mẫu xe này đang có giá niêm yết là 965 triệu đồng. Khuyến mại trong tháng này thì bên em vẫn có hỗ trợ về tiền mặt và phụ kiện kèm theo xe nhé. Cụ thể như nào thì do quy định về chào giá nên là bên em cũng không trao đổi trực tiếp trên video. Mong chị thông cảm và có thể chủ động liên hệ qua bọn em để có thể gửi cái báo giá tại thời điểm mà mình tham khảo video cho anh chị nhé. 965, và đặc biệt là trong tháng 4 này thì chúng ta còn khoảng 20 ngày nữa trước khi em nó lên giá 14 triệu. Sang tháng 5 thì một số đầu xe như là XLS, XLT, XLS 2 cầu, 1 cầu và Y-Track đều có cái mức lên giá niêm yết khác nhau, dao động vào khoảng từ 14 đến 19 triệu. Bản này thì lăn bánh hiện nay đang ở dưới 1 tỷ nhé các bác nhé. Y-Track dưới 1 tỷ. Đây, mình có nhu cầu để alo trực tiếp giúp em. Chắc chắn luôn, cái bản cao cấp nhất này thì bên em trang bị sẵn luôn cả cam 360 này, thanh thể thao này, giá nóc này, lót thùng cao su này. Cụ thể về xe thì thật sự là cũng có nhiều video và đánh giá rồi. Đấy, bên em thì quay để báo giá cho anh chị. Bọn em thì một số đầu xe đây lúc nào cũng có sẵn để mình xem đầy đủ các phiên bản như là 1 cầu, 2 cầu, số tự động hay số sàn. Sắp tới thì khả năng là số sàn sẽ không còn trong cái hệ thống của Wrangler nhé, chỉ còn bản 2 cầu số sàn XL rẻ nhất thôi. Đó, lãi suất hiện nay vay với cái dòng bán tải thì bọn em đang cho vay cố định trong khoảng 5 năm. Lãi suất ưu đãi 6 tháng đầu là 9,19% và 54 tháng tiếp theo thì sẽ là khoảng 10,5% nhé. Mức vay tối đa hiện nay bán tải thì sẽ vay vào khoảng 75-80% trong thời gian được 5-6 năm. Đó, thì điểm sơ nhanh cái Wrangler Y-Track thì chắc các bác biết là đây là bản cao cấp nhất rồi, có đầy đủ là ghế điện này, hệ thống hai cầu khóa vi dai điện, nhiều chế độ lái đúng không ạ, chúng ta có điều chỉnh chế độ khó này, tắt bật cảm biến này, cân bằng điện tử này, phanh tay điện tử này, cái này thì mới ở trên bản nâng cấp vào cuối năm ngoái rồi. Sạc nhanh hay là màn hình đầy đủ thông tin điều hòa hai vùng, cái này thì có nhiều các bác làm review chi tiết rồi, em cũng quay nhanh lại thôi. Đấy, đặc biệt là trên bản này thì chúng ta có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai và cổng sạc, thì cái này trên bản một cầu XLS sẽ không được trang bị nhá. Rồi, quay nhanh Wrangler Y-Track. Các bác có nhu cầu như nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp của bên em để được nhận tư vấn báo giá nhé. Xin chào, hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.